nước của mình. Đó, thì vừa rồi bạn quan đã nhìn thấy quá trình sản xuất phải không? Cái đầu quá. Cao quá quá trình sản xuất con gì nhỉ? Các bạn nhìn thấy cái đầu này các bạn cũng biết là con xe gì ấy nhỉ? Bugatti. Bugatti Chiron. Bugatti nhá, Bugatti chứ phải Ducati đâu. Chi nè, đó có chữ C nè. Ôi các bạn nhìn không? C này, đây là C đây. Đấy, qua này có hai cửa. Chết chưa? Chết phết đấy. Nhưng mà một tháng được đi thôi. Hai cửa nhưng mà chỉ một tháng cứ vào thôi. Hai làm hai cửa đâu cho ngầu thôi các bạn. Làm cho có. Đây, vẫn nội thất là của quan Lamborghini lần trước nha các bạn. Đấy, nó vẫn chỉ là cái bộ động cơ thôi các bạn. Các bạn thấy hay không? Vấn đề động cơ còn Lamborghini, các bạn nào chưa xem Lamborghini các bạn lần lại luôn cho mình nhá. Đấy, còn Lamborghini bộ phá là mình làm cái này luôn các bạn. Chết không? Nhưng mà lúc nào cần là lại vẫn có con này phải không? Vẫn có Lamborghini. Kiểu mình thích gì xe nào là có xe đấy. Đấy nha. Đấy vẫn, vẫn cái dàn chân khủng khiếp ngay. Và mình là, vẫn là cái dàn chân này. Ê biến biến thứ 516 nhỉ? 1 2 3 4 5. Bản trước con Aventador lần trước là 5 con 8. Lần này 5 con 6. Nhưng mà tàn biến chất rồi các bạn. Đây các bạn là các bạn nào mà muốn biển đẹp rồi đấy nên mà mình cấp rồi, cấp biển nào mà muốn biển đẹp mà cứ lên đây bọn mình cấp cho cấp đẹp luôn ok luôn nhưng mà đừng báo công an nhé, thích biển gì cũng có nhưng mà các bạn đừng báo công an. Đây là hai cái bên trong hốc chó các bạn, có cái biển này bạn đi ra ngoài đường chắc chắn là bị xích thôi. Biển này biển giá, biển chưa giả nhưng mà biển giá fake chứ không phải giá. Bugatti Chiron, đừng đạp cho các bạn xem một tí nữa. Bugatti Chiron. Đạp lên khó cố ra ngoài mới chất. Đi vậy phải đội cái mũ bảo hiểm. Đấy đội cái mũ bảo hiểm không quay các bạn. Ê, đi trước khi đi ô tô mình phải đội mũ bảo hiểm. Đấy, phong cách. An toàn. Chắc cũ. Đấy, mũ bảo hiểm này an toàn lắm. Đây gọi là chắc cũ. Đó là quả kính ngầu loài. Ngầu không? Ngầu phết đấy. Các bạn thấy mình ngầu không? Em Đấy, các bạn thấy đạp sướng không? Bạn nào mà muốn giảm cân, tăng cơ thì đấy là gặp mình nhá. Siêu xe Bugatti nhưng mà động cơ đạp. Nó các bạn ạ. Đi tản nhiệt. Tản nhiệt. Ôi Bugatti Chiron. Phiên bản full carbon. Full carbon. Bản này bản limited nha. Limited. Đấy mình, nhưng mà mình thấy cái con này nó cái kiểu bầu cái gì ấy nhỉ? Nhìn cái này nhìn quá đoạn bé. Nhìn nó ra sao vậy? Nó bầu không sắc nét. Wow. Như con Lamborghini các bạn. Đạp một vòng cho bạn xem nào. Đi cho mẹ. Lỡ rồi. Lỡ lên. Ok rồi đấy, về đấy. Tạm dừng video tại đây nha. Tạm dừng video của con siêu xe này. Các bạn
Các bạn có ý tưởng gì đến con siêu xe này hãy comment bên dưới, hiểu không? Nhất là các bạn phải comment mạnh mẽ lên, comment hoặc là chia sẻ rộng rãi ra cho các bạn, tất cả mọi người gọi là trên Việt Nam và trên thế giới biết cái con siêu xe của bọn mình này. Đúng rồi, nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn nha. Bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. See you again.